sáng sớm đi một vòng nữa là ngày cuối để mà tạm biệt Cancun. Tạm biệt Cancun, tạm biệt Cancun. Đi vòng ra biển tiếp. Qua này chị vậy. Tạm biệt Cancun. Lúc mình đang trắng mình chụp hình. Ăn bà tám này điệu lắm. Đúng rồi. Mỗi ngày mỗi sắc. Kệ. Cái ngày đi quá trời thôi. À, này đi đông, này giờ nó đi đông. Ăn cái này cày biết mày biết làm sao giờ tâm mình lên tỉnh rồi thôi chắc mà màu sắc hoa vậy. hai chồng trẻ kia nó không bằng mình, nó có ba đứa con giờ nó là nó ngủ, mình chỉ có hai chồng solo muốn làm gì làm vui. Đi Cancun là cũng vui vui, đồ ăn ngon, đồ ăn nấu ngon, nó có đủ loại đồ ăn ngon, nấu rất là ngon. Không ăn thì không được, mà ăn thì nó mập, dễ mập quá. Ăn cái mấy ngày giống như ăn mấy tháng vậy. Chồng mà ăn nhiều tiêu mất hết trơn, còn mình ăn nhiều giữ bụng hết trơn à, kêu kỳ trời. Đi hả? Đi phải chịu dẫn nội lực, nội lực lực gì chưa? Ờ, mặt trời kìa, ngon chưa? Chưa. Ừ, làm sao mình chụp mặt trời đẹp á, vậy giờ bữa nay mới mặt trời mới đẹp á. À, nay mới nở, bữa nay nó mờ. Ok. Ra tới biển mặt trời mọc, này mặt trời mọc đẹp chưa? Biết hỏi nó mọc rồi sao mà nó sáng trưng rồi bây giờ nó mọc đẹp thiệt. Hai mặt trời lên nhưng mà nó sáng trưng rồi, anh trông hình như tùy theo ấy hay sao á. Mình chụp ta. Đẹp chưa? Ở đây nước bên đây nước biển dâng lên rồi anh Trung à. Ở dâng cao này rồi nó bớt ra lông rồi. Anh biển dâng cao nước nó bớt lông rồi. Rồi mặt trời thật đẹp. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đứng lên. Rồi mặt trời mọc đẹp quá nè. Đó, mặt trời mọc đẹp chưa? Giờ mình cứ đi bộ, sáng ra đi bộ mặt trời mọc mà giờ quanh hướng là ra mà giờ này chưa thấy ra. Quên rồi. Mặt trời quá đẹp. Ta cũng đi đông lắm. Bữa nay đi đảo nè. Hôm nay mình đi đảo chơi. Hôm ngày mai mới đi về rồi. Về lại chỗ mình rồi. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Quá là đẹp luôn. Trời đang lên đẹp quá đẹp luôn. Đi 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 đi. Chưa? Chưa. Anh kêu ấy. Là biển. Like it. Giờ mấy đệ tử mới về mới ra nè. Trời, giờ chồng già ta đi từ hồi sớm giờ.
kiểu ra nè đó em tử. Bà sao đây con, bà làm chỗ con, bà làm chỗ nè đây đó đúng rồi mất đây tu kê giờ mưa mèo không về sớm rồi bắt bắt trước tôi dậy sớm này mà bây giờ quỳ lại để ăn sáng rồi nha, cắt giỏ giùm đây ờ à, cắt giỏ chưa cái chút 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 đàng hoàng đúng đúng lần đúng đúng thì ăn pháp á chứ vẫn dạ đâu ai chỉ đâu đó ai chỉ đâu giỏi chưa đó bên sầm nè bên sầm nha được kêu bên sầm nè bên sầm cầm cầm tay kia ấy mình xin cầm kia không á ừ. Mình cầm nè mình mới cầm vậy mới đúng ừ. Giỏi đó, cầm dây dây lây là cầm gà gớt đó cầm gớt á đó. Đó. Phái lắm á cầm gớt lắm á phái lắm á nghe khen khen phái lắm á giỏi cầm con cắt nữa coi cắt rồi coi cắt đi cắt đi cắt lại coi đẹp giỏi quá trời giỏi là bên bên sân sân coi em cắt nè đó đó thấy chưa đây đúng rồi wow wow giỏi chưa chú kè đó tao không thèm không thèm học đâu chứ tao học lớp không à tao học lớp tao biết chân á đó giỏi chưa giỏi bên sân nè ừ đang loại nước nè đỡ cho có nước biển vô vô chân chứ còn đông quá đâu làm được gì đâu đang loại nước á đông quá đông chu kè giỏi giỏi quá giỏi thở thở vô thở hít mạnh thở mạnh giỏi mạnh thở mạnh giỏi hít mạnh chở mạnh thở mạnh hít mạnh thở mạnh hít mạnh thở mạnh giỏi giỏi vô ghế nằm với ông nha sao vậy đi đủ rồi 45 phút nó là đi mấy năm mới ra mà tập đi bộ vậy ăn rồi ta ăn nha ta xác ta ăn gọn gọn lắm nha sắc ta ăn ngon lắm ngon đó ăn ngon đó mà nó sắc ta ăn đàng hoàng y tế lắm ta học lớp ta ăn đàng hoàng y tế lắm chứ không phải như này à ngồi đó đi được nước dừa đàng hoàng chứ đâu phải giỡn đâu tôi uống được mỗi bữa ghé uống được uống được mấy trái dừa xanh bây giờ mình uống trái dừa này đó uống nước dừa đàng hoàng ok giờ mình đi biển gì? Islam Muharram. Wow. Đảo này đặt cái đảo á. Cái đảo Islam Muharram. Wow. Đi con. Đây, ra đây.
xe đây con, lọc nát. Tạm biệt nha.